Một năm mới bắt đầu từ mùa xuân, một đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Việc giáo dục dạy dỗ và chăm sóc trẻ em luôn được cả xã hội quan tâm chú trọng. Đặc biệt những năm gần đây, phụ huynh có xu hướng cho con trẻ theo học nghệ thuật từ rất sớm. Trước hết là để con có thêm sự tự tin khi giao tiếp với môi trường nghệ thuật, sau là định hướng cho bé vươn đến những ước mơ cao hơn. Vâng, các tài năng nhí, người mẫu nhí, diễn viên nhí được phát hiện và đào tạo từ rất sớm và đã giành được những giải cao trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng. Sống Hà Nội ngày hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ với các tài năng nhí như thế. Tập catwalk trình diễn thể trang, luyện vũ đạo và quay các clip ca nhạc cho đầu xuân năm mới. Cuối năm xem ra luôn là khoảng thời gian vô cùng bận rộn của các tài năng nhí. Vừa trở về từ cuộc thi chung kết người mẫu nhí 2019 với cả 3 vị trí cao nhất, quán quân, á quân và giải ba. Thế nhưng các tài năng nhí của Học viện Ngôi sao tại Hà Nội không hề ngủ quên trên chiến thắng mà vẫn miệt mài luyện tập để sẵn sàng cho những thử thách mới. Năng khiếu trời cho cộng với niềm đam mê lớn dành cho nghệ thuật chính là động lực thúc đẩy mạnh mẽ khiến không ít những tài năng nhí có được sự thay đổi vượt bậc để đạt được những thành công đầu đời. Thế thì ban đầu con ngại không dám đi trên bước đi này, xong rồi dần dần thì bố mẹ nay đến đây nhiều hơn là quen. Gần như hôm nào rảnh con cũng đến, rồi thầy dạy có khi đến tận đêm mới được về. Con dạy thầy dạy nhiều với cả học miệt mài. Năng khiếu là cơ sở đầu tiên để tiếp cận tài năng. Các tài năng nhí đã được chỉ bảo để hiểu rõ sự cần thiết phải có phong cách thật chuyên nghiệp khi bước vào các cuộc tranh tài. Bởi nếu lần đầu tiên xuất hiện không đủ tự tin thì sẽ rất khó có cơ hội lần thứ hai. Khi mà được giải á quân thì con thấy rất là vui và những cái tập luyện của con đổ vào trận chung kết đấy nó không uổng phí ạ. Cảm thấy tự hào và con rất vui bởi vì con là đạt được một cái giải và khiến bố mẹ con vui bởi vì con rất biết ơn bố mẹ bởi vì là bố mẹ là người đã đưa con đi theo nghệ thuật. Nghệ thuật là mảnh đất hoạt động của những người có năng khiếu bẩm sinh và năng khiếu đó sẽ được phát triển qua quá trình đào tạo. Bởi vậy, tìm kiếm, phát hiện những người có năng khiếu và khả năng sáng tạo bẩm sinh phải được xem xét là yếu tố đầu tiên để bắt đầu quá trình đào tạo một nghệ sĩ. Mình thấy con cũng biết diễn xuất này và con vừa rồi là con có được cái giải á quân của mẫu nhí kit ấy, thì mình thấy rằng con về con bảo là bây giờ con nổi tiếng rồi nên là con sẽ phải cố gắng học tốt hơn, nhất là những môn tiếng Anh và toán văn, nếu không các bạn sẽ chê rằng là người nổi tiếng mà học dốt. Một năm mới bắt đầu từ mùa xuân, một đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Việc phát hiện năng khiếu nghệ thuật và cho trẻ theo nghệ thuật từ sớm, trước hết là để trẻ có thêm sự tự tin khi giao tiếp với môi trường nghệ thuật, sau là để định hướng cho bé vươn lên những ước mơ cao hơn.